Quốc Bảo và Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin của Đài Truyền hình Việt Today. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 25 tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin diễn ra một số những tin chính sau đây. Paris chuẩn bị lễ khai mạc Paralympic chưa từng thấy trước đây ở trung tâm thành phố. Các đảo quốc Thái Bình Dương ủng hộ kế hoạch cảnh sát khu vực do Úc tài trợ. Ngoài ra còn nhiều tin tức cập nhật khác mời quý vị theo dõi trong bản tin đêm nay. Quý vị cũng có thể xem chương trình phát hình của Đài Truyền hình Việt Today trên khắp thế giới bằng cách download app Việt Channels trên các thiết bị Android hoặc iOS mà quý vị đang có. Nếu có thắc mắc xin gọi 1877 tổng đài, tức 1877-866-4324 hoặc vào website vietchannels.com. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin quốc tế đêm nay là bản tin liên quan tới việc Paris chuẩn bị lễ khai mạc Paralympic chưa từng thấy trước đây ở trung tâm thành phố. Chỉ vài tuần sau khi tổ chức Olympic, mùa hè đầy những môn thể thao ở Paris bắt đầu bước vào giai đoạn cuối hôm nay với lễ khai mạc Thế vận hội người khuyết tật Paralympic. Hơn 4.000 vận động viên với những khiếm khuyết cơ thể, thị lực và trí tuệ sẽ tranh tài trong 22 môn thể thao trong 11 ngày tới. Ban tổ chức hứa hẹn lễ khai mạc ngoạn mục. Một lần nữa, buổi lễ diễn ra bên ngoài sân vận động nhưng không giống như lễ khai mạc Olympic với đoàn thuyền đi trên sông Seine. Lễ khai mạc Paralympic hoàn toàn diễn ra trên mặt đất. Trong đó, các vận động viên diễn hành trên đại lộ Champs-Élysées đến lễ khai mạc tại Place de la Concorde. Giám đốc nghệ thuật Thomas Joly, người cũng phụ trách lễ khai mạc Olympic cho biết, sự kiện này sẽ giới thiệu vận động viên Paralympic và giá trị họ chứa đựng, hứa hẹn những màn trình diễn chưa từng thấy trước đây. Theo ban tổ chức, hơn 2 triệu vé đã được bán hết. Thi đấu bắt đầu từ thứ Năm với huy chương đầu tiên trao cho môn Taekwondo, bóng bàn và xe đạp lồng chảo. Chỉ hai môn thể thao trong chương trình gồm bóng lăn và bóng màu là không có trong Olympic. Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế Andrew Parson cho biết đám đông lớn ở Paris sẽ rất có ý nghĩa đối với vận động viên sau khi nhiều vận động viên tranh tài trước khán đài trống vắng tại Paralympic Tokyo cách đây 3 năm do đại dịch COVID. Tiếp theo là tin các đảo quốc Thái Bình Dương ủng hộ kế hoạch cảnh sát khu vực do Úc tài trợ. Lãnh đạo của nhiều đảo quốc Thái Bình Dương ủng hộ kế hoạch 400 triệu đô la Úc do Úc tài trợ để cải thiện đào tạo cảnh sát và thành lập một đơn vị cảnh sát khu vực lưu động khi Canberra tìm cách ngăn chặn Trung Cộng mở rộng vai trò an ninh trong khu vực. Lãnh đạo của Tonga, Fiji, Palau và Papua New Guinea cho biết, chương trình này sẽ hỗ trợ các đảo quốc giải quyết nạn buôn lậu ma túy, đánh bắt cá trái phép và tội phạm kinh tế trên khắp khu vực trải dài hàng triệu km vuông trên biển. Phát biểu tại Tonga hôm nay, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape nói rằng, toàn bộ Thái Bình Dương là khu vực không có cảnh sát lớn nhất trên hành tinh. Với sự hỗ trợ từ Úc, Papua New Guinea sẽ xây dựng trung tâm đầu tiên trong 4 trung tâm đào tạo cảnh sát sẽ được xây dựng trên khắp khu vực theo sáng kiến Cảnh sát Thái Bình Dương. Sáng kiến này sẽ thành lập lực lượng cảnh sát đa quốc gia có thể triển khai đến các nước trong khu vực khi xảy ra những sự kiện lớn hoặc khủng hoảng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết trung tâm điều phối sẽ đặt tại Brisbane của Úc. Sau khi kế hoạch trên được đồng ý tại Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương ở Tonga, Úc và Tân Tây Lan lâu nay cung cấp hỗ trợ cảnh sát cho khu vực khi xảy ra khủng hoảng. Nhưng mô hình mới sẽ giúp các đảo quốc Thái Bình Dương giữ vai trò lớn hơn. Ông Albanese nói rằng, các quốc gia sẽ quyết định cách họ tham gia sáng kiến này, nhưng đây là sáng kiến do cảnh sát Thái Bình Dương dẫn đầu với sự hậu thuẫn tài chính từ Úc. Máy bay không người lái drone từ Ukraine làm kho dầu bốc cháy ở khu vực Rostov của Nga. Lãnh đạo khu vực hôm nay cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái drone từ Ukraine gây ra đám cháy tại kho dầu ở quận Kamensky của khu vực Rostov, miền nam của nước Nga. Xác nhận thông tin trên truyền thông nói rằng, nhiều bồn chứa bốc cháy. Theo ông Vasily Golubev, không xảy ra thương vong và cảnh sát cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không của Nga đã bắn hạ 4 drones trong khu vực đêm qua, không đề cập đến cuộc tấn công kho dầu.
Trước đó, kênh Baza trên Telegram có quan hệ thân cận với cơ quan an ninh Nga loan báo ba bồn chứa bốc cháy tại kho dầu Kamensky sau khi hai drone rơi xuống khu vực. Những đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy những bồn chứa lớn bốc cháy vào ban đêm. Một kho nhiên liệu ở quận Kamensky cũng bị tấn công trong tháng này. Cuộc tấn công diễn ra trong khi bồn chứa vẫn đang cháy tại một kho dầu khác ở quận Poletrost của Rostov khoảng 10 ngày sau cuộc tấn công từ Ukraine. Trong một diễn biến khác, ông Alexander Gusov, lãnh đạo của viện Vorozhev gần biên giới Ukraine, cho biết mảnh vỡ từ drone của Ukraine rơi xuống khu vực gây ra đám cháy gần thiết bị nổ nhưng không xảy ra vụ nổ nào. Đám cháy đã được dập tắt và cư dân trở về nhà sau khi di tản. Bộ Quốc phòng Nga công bố đã bắn hạ 8 drone ở khu vực Vorozhev nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tiếp đến là tin Đức Giáo Hoàng gọi từ chối hỗ trợ di dân là tội trọng. Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay mạnh mẽ lên án cách đối xử với di dân vượt biển Địa Trung Hải đến Âu Châu, nói rằng không hỗ trợ thuyền chở di dân là tội trọng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường St. Peter, Đức Giáo Hoàng nói rằng có những người tìm đủ mọi cách để xua đuổi di dân. Đây là tội trọng khi thực hiện với lương tâm và trách nhiệm. Đức Giáo Hoàng thường xuyên nói về cách đối xử với di dân trong 11 năm giữ chức vụ Giáo Hoàng. Nhưng từ ngữ của Ngài hôm thứ Tư là đặc biệt mạnh mẽ, sử dụng thuật ngữ Công giáo, chỉ một trong những tội nghiêm trọng nhất. Di dân vượt Địa Trung Hải trên thuyền mong manh hoặc xuồng tự chế từ Bắc Phi và Trung Đông là chủ đề tranh luận căng thẳng trên khắp Âu Châu trong thập niên qua. Tổ chức Di dân Quốc tế, viết tắt là IOM, ước tính hơn 30.000 di dân vượt Địa Trung Hải bị mất tích kể từ năm 2014. Ở Ý, một tàu cứu nạn của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, viết tắt là MSF, nhận được lệnh tạm giữ 60 ngày hôm thứ Hai. Nhà chức trách cho rằng con tàu này không báo cáo kế hoạch di chuyển của nó. MSF phản bác cáo buộc, nói rằng họ bị trừng phạt đơn giản chỉ vì thực hiện nhiệm vụ cứu người. Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay kêu gọi mở rộng đường nhập cảnh cho di dân và quản lý di trú dựa trên công lý, tình huynh đệ và đoàn kết. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vấn đề này không thể giải quyết bằng cách quân sự hóa biên giới. Buổi tiếp kiến hôm nay là buổi cuối cùng trước khi Đức Giáo Hoàng lên đường công du 4 nước Đông Nam Á từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9. Đảng của tân thủ tướng Thái Lan loại đảng được quân đội hậu thuẫn ra khỏi chính phủ liên minh. Đảng Phiêu Thai sẽ loại đảng Palang Pracharat của quân đội hậu thuẫn ra khỏi liên minh khi Phiêu Thai thành lập chính phủ mới, cho thấy rạn nứt bên trong liên minh kỳ lạ với sự kình địch cay đắng trong quân đội. Quyết định trên được đưa ra sau khi các nhà lập pháp Phiêu Thai bày tỏ bất bình vì lãnh đạo đảng Palang Pracharat là ông Prawit Wongsuwon không xuất hiện ở cuộc bỏ phiếu của quốc hội nhằm chuẩn thuận tân thủ tướng Pitogon Shinawatra. Ông Surawong Tenthong, tổng thư ký Phiêu Thai, cho biết đảng Palang Pracharat sẽ không tham gia thành lập tân chính phủ. Phiêu Thai gây bất ngờ năm ngoái khi đảng không giữ lời hứa không làm việc với các đảng được quân đội hậu thuẫn khi cho đảng Palang Pracharat gia nhập liên minh 11 đảng. Prawit có mối quan hệ trắc trở với nhà sáng lập Phiêu Thai, gia đình Shinawatra, trong đó ông Prawit góp phần lật đổ hai chính quyền Shinawatra. Ông Surawong xem nhẹ việc mất đi nhiều ghế tại quốc hội và nói rằng liên minh của Phiêu Thai dự tính vẫn có hơn 300 trong số 500 ghế tại quốc hội. Ông cũng cho biết Phiêu Thai sẽ đưa một phe từ đảng Palang Pracharat vào liên minh và cũng sẽ hợp tác với đảng Dân Chủ, đảng nắm giữ 25 ghế. Vào đầu tháng này, bà Pethongtarm là con gái của ông Thaksin Shinawatra thắng cuộc bỏ phiếu của quốc hội và trở thành thủ tướng trẻ nhất Thái Lan chỉ vài ngày sau khi ông Srettha Thavisin bị tòa án bãi nhiệm chức vụ thủ tướng. Tin từ Nhật Bản, Nhật Bản phát cảnh báo khẩn cấp do bão Sansan đến gần. Nhật Bản hôm nay phát đi cảnh báo khẩn cấp do bão Sansan đến gần khu vực Tây Nam, mang theo mưa lớn và gió mạnh, khiến công ty Toyota Motor phải ngừng hoạt động tại toàn bộ nhà máy trong nước. Các hãng hàng không và công ty đường sắt cũng hủy một số dịch vụ trong những ngày tới vì trận bão được xếp vào loại rất mạnh, mang theo gió mạnh 50 m một giây với gió giật lên đến 157 dặm một giờ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo thận trọng tối đa vì gió mạnh, sóng lớn và thủy triều cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Bão Sansan dự báo đổ bộ vào đảo Kyushu trong vài ngày tới và đến gần khu vực miền Trung và miền Đông, trong đó có Tokyo, khoảng cuối tuần này.
Nhà chức trách ra lệnh di tản đối với hơn 800.000 người ở tỉnh Kagoshima thuộc Kyushu và các tỉnh Aichi và Shizuoka ở miền Trung. Ở Aichi, nơi Toyota đặt trụ sở, hai người mất tích sau khi một căn nhà sụp đổ trong trận lở đất vì mưa lớn. Toyota tạm ngừng hoạt động toàn bộ 14 nhà máy ở Nhật Bản từ chiều hôm nay đến sáng thứ Năm. Bão Sansan theo sau bão Ampil tuần trước, trận bão cũng dẫn đến mất điện và di tản. Hãng hàng không ANA thông báo hủy hơn 210 chuyến bay trong nước từ hôm nay đến thứ Sáu, ảnh hưởng khoảng 18.400 hành khách. Japan Airlines cũng hủy 170 chuyến bay trong nước từ hôm nay đến thứ Năm. Tổng cộng 10 chuyến bay quốc tế của hai hãng cũng hủy bỏ. Người biểu tình chặn đường rầy xe lửa và xe bus ở miền đông của Ấn Độ. Người biểu tình chặn đường rầy xe lửa, xe bus và hô khẩu hiệu ở tiểu bang Tây Bengal ngày hôm nay. Cuộc biểu tình mới nhất trong làn sóng biểu tình làm chấn động tiểu bang kể từ vụ hãm hiếp và sát hại một bác sĩ thực tập. Cảnh sát xịt hơi cay và xịt nước đã giải tán người biểu tình đang diễn hành về phía văn phòng thủ hiến tiểu bang hôm thứ Ba, khiến đảng Bharatiya Janata Party, tức BJP của Thủ tướng Narendra Modi, hiện là phía đối lập tại tiểu bang này, phát động cuộc đình công 12 giờ trên toàn tiểu bang để phản đối những gì họ gọi là hành động tàn bạo của cảnh sát. Hàng ngàn người biểu tình chặn đường rầy xe lửa và buộc các cửa hàng phải đóng cửa ngày hôm nay, trong khi nhà chức trách chuẩn bị ứng phó thêm nhiều cuộc biểu tình trong ngày. Theo bộ biên chức cảnh sát, 5.000 cảnh sát được điều động để đẩy lùi bất kỳ bạo lực nào trên khắp Tây Bengal. Người biểu tình hôm thứ Ba yêu cầu thủ hiến Mamata Banerjee từ chức vì cách bà xử lý vụ hãm hiếp và sát hại bác sĩ 31 tuổi tại một bệnh viện công ở thủ phủ Kolkata. Vụ giết người này gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc, tương tự đợt biểu tình lan rộng sau vụ hãm hiếp tập thể sinh viên 23 tuổi trên xe bus đang lưu thông ở Tân Delhi vào năm 2012. Các nhà vận động cho biết phụ nữ tiếp tục gánh chịu mức từ bạo lực tình dục cao hơn mặc dù luật pháp nghiêm ngặt hơn. Tin từ Thái Lan, 6 người thiệt mạng sau khi uống rượu lậu ở Thái Lan. Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 20 người nhập viện ở Thái Lan sau khi uống rượu lậu có chứa methanol. Các trường hợp tử vong chủ yếu xảy ra ở quận Klong Samwa, ngoại ô Tây Bắc Bangkok, nơi nhà chức trách phát hiện 19 quầy bán rượu ven đường trái phép. Chính quyền thủ đô Bangkok cho biết 6 người chết tại bệnh viện và 22 người khác nguy kịch tính đến sáng hôm nay. Theo thân nhân của một người uống rượu, sau khi uống rượu, cha của anh nói các triệu chứng làm ông nhớ đến trào ngược và tiếp theo ông thấy mình ở trong khoa chăm sóc đặc biệt. Thái Lan có luật bia rượu nghiêm ngặt, cấm bán bia rượu trong khung giờ cụ thể mỗi ngày và cấm bán trong các ngày lễ tôn giáo. Nhưng những người chỉ trích cho rằng quy định này giúp thị trường chợ đen phát triển mạnh với những loại rượu rẻ tiền từ những lò rượu lén lút không được quản lý ở địa phương gọi là Gia Đòn. Theo một quan chức địa phương ở quận Klong Samwa, nhà chức trách truy quét những cửa hàng bán rượu lậu trong khu vực. Cảnh sát và cơ quan thuế tạm giữ và bắt giữ họ. Rượu lậu thường được pha thêm methanol để tăng độ mạnh. Nếu uống vào, methanol có thể gây ra mù lòa, tổn thương gan và tử vong. Người bán thịt từ Áo và đối thủ hóa trang thành em bé giao đấu tại giải vô địch đấu vật nước sốt thế giới. Đô vật tài tử từ khắp thế giới quy tụ tại thành phố nhỏ Lancashire hôm 26 tháng 8 với hy vọng giành được danh hiệu cao nhất tại giải vô địch đấu vật nước sốt thế giới. 16 nam và 8 nữ giao đấu theo cặp trong hồ nước sốt truyền thống, quăng nhau lên cao và làm nước sốt bắn tung tóe vào khán giả xung quanh. 4 giám khảo tại quán rượu Rose and Bowl trao giải thưởng cho người chiến thắng dựa đến giá trị giải trí của thí sinh thay vì kỹ năng đấu vật của họ, trong đó trang phục giữ vai trò lớn trong cuộc thi. Đến từ Áo, Marcos Dumayer cho biết anh chọn tính cách người bán thịt vì nghề nghiệp của anh liên quan đến món dồi. Dumayer đạt danh hiệu Á quân sau vòng chung kết gây cấn. Anh cho biết cha của anh gặp một nhà tổ chức cuộc thi cũng là nhà sản xuất món dồi ở địa phương, ông Andrew Hart, cách đây 30 năm. Ông Andrew chỉ cho anh công thức làm món dồi chay, cho nên nay anh đến đây để gửi lời cảm ơn. Các thí sinh khác mặc trang phục kỳ lạ, trong đó một người hóa trang thành em bé mặc tã và một đô vật khác mặc bộ đồ hot dog. Sau khi thi đấu, đô vật có thể nhờ cảnh sát cứu hỏa xịt rửa nước sốt. Sự kiện hàng năm quyên góp tiền cho công việc từ thiện thông qua lệ phí tham dự các đô vật cũng như phí vào cổng đối với khán giả.
Quý vị vừa xem xong phần tin quốc tế của chúng tôi, đặc biệt nhân kỷ niệm 14 năm thành lập hệ thống Viettoday Media. Đài truyền hình Viettoday sẽ có một chương trình rất đặc biệt cho chủ nhân các cơ sở thương mại nào muốn quảng cáo thương vụ của mình trên đài truyền hình Viettoday mang tên là Double Your Times. Xin gọi cho các sứ ngôn viên của đài hoặc liên lạc tổng đài ở số 408-295-1111. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi Viettoday Home Shopping với các chương trình tặng quà và giảm giá đặc biệt cho tất cả các khách hàng order trong giờ live. Xin gọi 1-888-504-0888. Phần tin quốc tế được bảo trợ bởi Chacha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi Win Kia Fremont, dealer do người Việt làm chủ với nhiều mẫu xe với động cơ hybrid hoặc plug-in không cần đổ xăng. Xin liên lạc 510-771-1500. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam cùng các bản tin chính như sau. Sau khi bị chỉ trích trên mạng xã hội, Đại học Fulbright được Bộ Ngoại giao Việt Nam ca ngợi. Facebooker Phan Đình Sang bị Tòa án tỉnh Hà Tĩnh kết án 6 năm tù. Để kỷ niệm 14 năm phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại, hệ thống Viettoday Media, đài truyền hình Viettoday với một chương trình sale đặc biệt cho các cơ sở thương mại nào chưa có cơ hội quảng bá thương vụ của mình trên đài truyền hình Viettoday đối với đồng hương Việt Nam toàn vùng Bắc Cali. Xin liên lạc với các nhân viên sale của đài truyền hình Viettoday để biết thêm chi tiết về chương trình sale đặc biệt này. Quốc Bảo 408-888-4216, Kim Phượng 408-772-8775, Nam Minh 669-243-1320, Ngọc Thúy 408-888-2511, hay gọi tổng đài số 408-295-1111, 408-295-1111. Quý vị khán thính giả muốn xem chương trình truyền hình Việt Today và nhiều chương trình giải trí Việt ngữ khác với chất lượng HD hoàn toàn miễn phí, chỉ cần download app Việt Channels trên tất cả các thiết bị mà quý vị đang có. Mọi chi tiết xin liên lạc tổng đài 24/24 tại số 1877 tổng đài, tức là 1-877-866-4324 để được hướng dẫn, hoặc vào website vietchannels.com. Việt Channels, xem được mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Việt Channels mang niềm vui đến mọi nhà. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Xin chào mừng quý khách, tôi là John Nguyễn, chủ nhân của hãng xe Win Kia tại Fremont. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng B. Chúng tôi đang có nhiều mẫu xe mới với đủ màu sắc và options, chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Đặc biệt có những chiếc xe động cơ hybrid rất ít tốn xăng hoặc những chiếc xe điện plug-in, quý vị có thể charge pin tại nhà, không cần đổ xăng, rất bền, đẹp, tiện lợi và tiết kiệm. Xin cảm ơn quý đồng hương đã quan tâm đến với Win Kia Fremont. Nhân viên chúng tôi sẽ phục vụ quý khách rất tận tâm và giúp cho quý vị chọn được chiếc xe vừa ý nhất. Win Kia Fremont, number one. Nếu quý vị cần mua xe Kia, xin gọi 510-771-1500. Win Kia of Fremont, 5633 John Moore Drive, Newark, Cali 94560.